Hello, xin chào tất cả mọi người đã quay trở lại với Reborn, Reborn 2 nha. Và mình là Gà Game đây, mình sẽ quay trở lại với series này. Và thời điểm hiện tại thì nó cũng có rất là nhiều là mùa giải mới mà. Nên là nó cũng có nhiều thứ cho chúng ta là làm clip. Quên ấn nhầm quyên góp này. Quyên góp mình 250.000. Ồ, mình mới quyên góp là một lần cho Liên Minh này thôi. Mình mới vào Liên Minh ngày hôm nọ. Rất nhiều thanh niên rời Liên Minh rồi. Cấp lần tiếp đi xem nào. Và ở mùa giải này thì như tập trước mình đã làm clip đấy, thì phù thủy lửa được boost rất là mạnh. Xem mùa giải này có những gì nào. Chủ yếu là mình lấy cổ ngữ và phù thủy lửa thôi. Mình cũng mong là lên được cổ ngữ 6 sớm để là chúng ta có thể là xem cổ ngữ 6 có cái gì. Rất nhiều người chưa có cổ ngữ 6. Còn mấy cái ông kiểu như kiểu là đây, mấy cái ông ở trên danh tít trên này là có cổ ngữ 6 nhưng mà lại không làm YouTube. Ta sẽ có cái gì nào? Ô, một cái áo choàng, ôi giời ơi. Và nhân vật chính của ngày hôm nay đó chính là một cái búp rất là ngon. Đó chính là cái búp đại bác này này. Tháp cái gì mà đại bác bắn tỉa cộng được đến tận 30% phạm vi nhá. Và đi cùng với cái kết hợp búp này nữa thì cũng là một cái tăng lực nữa, chính là đại bác gây bão. Ồ, vậy là sẽ vừa bắn xa mà lại còn vừa bắn nhanh nữa. Ồ, xem thành trì chúng ta có gì đây. Ồ, mình nâng cấp xong lên mỏ đá level 5. Quả nâng cấp tiếp theo hơi chát nên mình sẽ không nâng nữa. Và chúng ta sẽ cùng đi test xem là khẩu đại bác này nó, cái búp đại bác này như thế nào. Chúng ta đã vào rồi, mình sẽ thả một con đại bác ra. Đó, đứng ở tận đằng này nó bắn kìa. Ôi dồi ôi, tầm bắn rất là xa luôn. Bọn zombie này mình muốn cho bọn zombie này liệm lập tức. Nhưng mà thôi kệ, cũng chả có đam bao nhiêu đâu. Mình chỉ lo là cái con Kaiser để nó gì đâu. Bắn rất là xa kìa. Mình nhìn nó bắn vào cái con, vào cái tháp rắn của mình kìa. Tí chúng ta sẽ cùng ra xem là phạm vi bắn của nó bao nhiêu nhé. Nó có thể đứng một tí thật này mà nó bắn lên tận cái bẫy trông trên đằng kia rồi. Hảo hóa lắm. Thăm mũi tên của mình cũng rèn phạm vi hơi bị xa đấy. Lên nào. Ui ui, nó bắn kìa, mọi người thấy bắn kìa. Bắn như mưa tên lửa luôn. Mưa lại, mưa bom bão đạn luôn. Số quá. Quá lực luôn. Khỏe lắm. Cái mùa đấy thì mình đi vào hầm mình quánh nhanh cực luôn. Bởi vì đại bác nó được bạn búp mà. Sát thương đại bác thì con đại bác này chắc là sát thương cùn to nhất game này. Mình nghĩ là vậy. Ngồi chúng ta sẽ cùng cho nó đến cổng thành nhé. Cho một con ma sói lên thôi. Thời gian cũng chỉ còn 20 mấy giây thôi. Cũng không đến được cổng thành nữa đâu. Nhà của mình cũng có zombie gì ấy, cũng có zombie bảo vệ Kaiser. Đại bác của mình đi chậm quá. Kaiser khỏe nhở. Thôi chúng ta sẽ tạm dừng nhá. Và chúng ta sẽ đi chiến đấu một trận để xem sức mạnh của nó đâu. Thay vì dùng cung thủ, bởi vì mình cũng có đại bác rồi. Đại bác
Nếu bác thì có thể bắn thấp tia chớp đây nhá. Phạm vi nó 7, 7.80. Phạm vi con này là 6.14. 7.80 đấy, nhiều chưa? Điểm yếu là lửa. Con này phạm vi bắn là 6.69 mình. Phù thủy lửa như lên level thì nó sẽ được nhiều phạm vi hơn đấy. Rồi. Mình thì cũng muốn kiếm tiền nên là mình dùng cái build đồ kiếm vàng. Khả năng thả lính và các cái may mắn nên là XP mình cũng hơi ít một chút. Amadeus KRS The Tool. Đúng đấy bác ạ. Dùng hai phép này để diệt thầy tu các kiểu đấy. Nó đứng từ xa là bắn quả nhân nó đập rồi. Vì nó đứng từ xa là bắn nên là nó cũng không là cái tháp. Cái tháp kiểu tầm bắn dài như tháp tiên chớp hay là tháp mũi tên. Bác của mình bắn nó vừa bắn xa nó còn vừa bắn nhanh. Úi dồi, mọi người tính mấy viên đạn ở bắn vào chứ. Tường dày, bức tường dày như thế này mà vẫn bắn được ngoài. Tăng lực bắn vào. Nhưng mà vẫn không thể xa được cái tăng lực của các bài bào được. Cộng 100% phạm vi. Cái này cũng chỉ gọi là bằng được 1/3 so với cái búp đấy thôi. Khi mà cái đợt bão lửa mà lên từ cái bão kiếm thì nó sẽ làm cái nồi lẩu cũng như thành phẩm. Còn nếu mà cái đợt sẽ thì phải phá với bão kiếm sang 100% ủa đúng là tất cả ngoài này bắn vào cổng này cũng bắn được đến cái bát khá là ngon đấy. Và ok, video của mình đến đây cũng xin tạm dừng tại đây nhé. Hẹn gặp lại mọi người những clip sau và đừng quên cho mình một nút like và một nút subscribe. Bật chuông thông báo để ủng hộ mình. Chia sẻ video đến những người chơi bên kênh mình để ủng hộ mình nhé. Hẹn gặp lại mọi người những clip sau. Tạm biệt mọi người.